tại vùng đất trùng úng rộng khoảng 10 hecta của thôn Hà Mi. Đây là vùng đất thường bỏ hoang do bị ngập úng liên tục, nguồn nước tưới không chủ động hay bị sình lún và tiêu úng kém. Diện tích này trước kia trồng lúa nhưng năng suất thấp và bấp bênh. Nhằm giúp bà con nông dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và mức sống cho nhân dân, chính quyền địa phương đã thực hiện đề án chuyển đổi cây lúa bằng giống sen lai mới, có năng suất và giá trị cao về kinh tế trên diện tích đất trồng kém hiệu quả này. Trong 5 năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa đất trũng kém hiệu quả và diện tích đất phèn hoang hóa, cải tạo chuyển sang mô hình trồng sen kết hợp với thả cá. Đến nay, xã triệu Hòa đã phát triển chuyển đổi trồng sen với diện tích trên 35 ha. Đáng chú ý, mô hình trồng sen ngoài việc nâng cao thu nhập cho nông dân còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.